ODN2 channel. Chào các bạn, clip hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải một bài toán về mô hình hóa hệ thống. Đề bài như sau: hãy viết phương trình mô hình hóa hệ lò xo giảm chấn vật nặng bằng một trong hai phương pháp. Phương pháp 1 là phương pháp phân tích lực, phương pháp 2 là sử dụng cái định lý Lagrange. Thì trong video lần này mình sẽ giới thiệu các bạn phương pháp phân tích lực. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích lực rồi chúng ta sẽ đi vào bài toán. Đầu tiên về phương pháp phân tích lực thì ta nhận xét với các cái x, y, u như hình vẽ. Ở đây khi ta tưởng tượng khi x bằng 0, y bằng 0 thì hệ đứng yên ở trạng thái cân bằng tĩnh. Như vậy chúng ta sẽ thường các cái bài toán mô hình hóa người ta sẽ ta có là x bằng 0, y bằng 0. Như vậy khi áp dụng cái định luật 2 Newton thì vận tốc sẽ bằng các cái ly đồ mà đào hàm. Như vậy chúng ta sẽ bỏ qua trọng lực. Ta cho phép bỏ qua các cái trọng lực. Thì ta giả sử lò xo và giảm chấn thì tính Anh nó gọi là damper và lò xo tính Anh nó gọi là spring, đều là tuyến tính. Thì ta chọn chiều dương hướng theo x và y như hình vẽ. Thì có một số sách nó gọi là chiều dương nó gọi là chiều tích cực và chiều âm nó gọi là chiều tiêu cực. Thì ta chọn các cái chiều để mà chiều là chiều dương như các cái chiều u, x và y này. Thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích lực. Khi tiến hành phân tích lực chúng ta sẽ tách tức là cô lập các cái vật M1, M2. Tức là khi phân tích M2 thì ta sẽ cô lập và như cái môn học là cơ học lý thuyết thì chúng ta sẽ tiến hành thay vào đó các cái phản lực liên kết. Chúng ta phân tích lực đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích lực với vật M2. Ta sẽ phân tích lực với vật M2. Thì khi phân tích lực vật M2 ta tưởng tượng vật M1 cố định, và ngược lại khi phân tích lực vật M1 ta tưởng tượng vật M2 và đất này là cố định. Ở đó là chúng ta tưởng tượng để dễ mà hình dung. Thì ta bắt đầu phân tích lực vật M2 thì khi phân tích lực vật M2 thì ta tưởng tượng vật M1 nó cố định, tức là đứng yên. Thì cho vật M2 di chuyển theo y. Thì khi đó lò xo nó sẽ vật M2 di chuyển theo y này. Thì lò xo này nó sẽ giãn ra. Đầu tiên ta sẽ xét lò xo thì lò xo nó sẽ giãn ra. Như vậy sẽ có một cái lực lực lò xo nó kéo ngược lại về phía dưới. Như vậy sẽ có một cái lực của lò xo nó kéo ngược lại về phía dưới. Thì chúng ta ký hiệu là S2. S là ký hiệu của spring tức là lò xo. Đây S2 thì tiếng Anh thì chữ S là ký hiệu của từ viết tắt của từ spring tức là lò xo đó. Tương tự như vậy đối với giảm chấn thì ta cũng tưởng tượng vật M1 là cố định, M2 di chuyển lên phía trên. Thì sẽ có một cái lực của giảm chấn nó cũng cái hướng ngược lại, tức là cái hướng của vận tốc giảm chấn nó đi xuống vậy. Nó đi xuống. Đây các bạn thấy cái chiều này là chiều giảm chấn nó sẽ đi xuống để giảm sốc đó. Như vậy ta thấy là đây thì lực của giảm chấn là ký hiệu là FD, D là damper như hồi nãy mình viết. Thì cái lực này nó sẽ bằng B VY trừ VX thì V của Y sẽ bằng đạo hàm theo thời gian Y, và V của X thì bằng đạo hàm theo thời gian của X. Thì ở đây á, ta thấy Y nó đi lên, Y đi lên thì khi đó sẽ có một cái thì cái giảm chỉnh này nó sẽ có một cái lực kéo ngược xuống. Như vậy Y sẽ tích cực tức là dương, và X này nó sẽ tiêu cực tức là nó là âm. Như vậy ta sẽ bằng B VI trừ VX, mà VI sẽ bằng đạo hàm lý độ đạo hàm Y theo thời gian, và VX sẽ bằng đạo hàm Y theo thời gian. Tương tự như vậy đối với lực của lò xo thì khi Y đi lên vậy thì Y là tích cực, và sẽ có một cái lực của cái thằng X nó kéo ngược xuống, tức là X là tiêu cực, X kéo ngược xuống. Tương tự như vậy ta sẽ phân tích lực đối với vạch M1. Ta sẽ phân tích lực đối với vạch M1 thì vạch M1 nó sẽ, chúng ta cũng sẽ bỏ qua các cái trọng lực tức là P1, P2, chỉ xét các cái lực của lò xo và là giảm chấn. Như vậy ta cũng tưởng tượng, ta khi phân tích vạch M1 á, thì ta tưởng tượng M2 này là cố định và cái mặt đất này cũng là cố định. Thì khi vạch M1 ta vạch M1 chuyển động theo phương X, di chuyển đi lên thì ta tưởng tượng cái lò xo K2 này nó sẽ nén lại, cái lò xo K2 này nó sẽ nén lại. Đây cái thằng M2 ta tưởng tượng nó đứng yên, và ta tưởng tượng vạch M1 đi lên thì lò xo này nó sẽ nén lại. Như vậy và cái lò xo của K1 này khi M1 này nó đi lên thì lò xo K1 này nó sẽ giãn ra, nó sẽ kéo căng ra. Tức là các bạn tưởng tượng này, vạch M1 này chúng ta sẽ phân tích vạch M1 thì M2 và cái mặt đất này chúng ta tưởng tượng nó đứng yên, thì khi M1 này di chuyển theo X này thì do cái Y này á, cái M2 này nó đứng yên thì cái lò xo này nó sẽ bị nén, còn lò xo này nó sẽ giãn ra. Thì các cái lực mà của lò xo K2 này, cái này tác dụng lên M1 thì nó sẽ ngược chiều với các cái lực này, và độ lớn nó bằng nhau. Như vậy cái chiều, vậy chiều này sẽ ngược lại với chiều này, và cái chiều này cũng sẽ ngược lại với cái thằng này. Tương tự như vậy thì cái thằng này thì có cái chiều là do nó dạng nên nó dạng ra, nên sẽ có một cái lực tác dụng kéo xuống. Như vậy cái độ lớn của F này ta đặt tên là FS1 sẽ bằng K1 do X tích cực và U tiêu cực, nên sẽ bằng X trừ U. Nó đi lên và có một cái lực kéo xuống, như vậy đây là bằng K1 X trừ U. Như vậy chúng ta đã hoàn thành quá trình phân tích lực. Ta hoàn thành quá trình phân tích lực thì mình nói lại là nếu mà phân tích vạch M1 thì ta tưởng tượng là M2 và mặt đất đứng yên. Như vậy sẽ có một cái lực FS1 nó kéo xuống, do cái lò xo này nó giãn thì sẽ có một cái lực kéo xuống. Tương tự như vậy với cái hai lực này cũng vậy. Như vậy chúng ta hoàn thành quá trình phân tích lực. Thì sau khi hoàn thành quá trình phân tích lực, chúng ta sẽ tiến hành giải. Chúng ta sẽ áp dụng các cái định luật Newton để giải. Thì định luật 2 Newton có dạng là tổng tất cả các lực F sẽ bằng M nhân cho giá tốc. Đầu tiên ta sẽ áp dụng lên vật M2. Thì ta có là FS2 và FD này nó đều đi xuống, nó ngược chiều với cái chiều chuyển động là chiều dương của Y, nên ta có tổng tất cả các lực F sẽ bằng trừ, do nó ngược chiều này, trừ Fs2 trừ Fd và bằng M2 nhân Y. Thì khi đó ta thay vào cái mô hình này đây, thay vào các cái giá trị này đây, Fd đã có rồi, ta thay vào thì sẽ bằng trừ K2 Y trừ X và trừ B đạo hàm của Y trừ đạo hàm X và bằng M2 nhân Y2 chấm. Y2 chấm chính là giá tốc của vạch 2 này. Tương tự với vạch 1, tương tự với vạch 1 thì ta sẽ có là 3 lực là Fs1, Fs2 và Fd. Ta cũng áp dụng định luật 2 Newton thì ta có là tổng tất cả các lực sẽ bằng Fs2, do Fs2 nó đi cùng chiều với cái chiều dương chuyển động này, cộng Fd do Fd này cũng đi cùng chiều dương chuyển động, trừ Fs1 do Fs1 nó ngược chiều và bằng M1 nhân cho x2 chấm. X2 chấm chính là gia tốc của vạch M1. Ta cũng thể cả cái đại lượng này vào từ cái mô hình vào cái công thức này thì ta có là sẽ bằng K2 Y trừ X cộng B Y đạo hàm trừ X đạo hàm trừ K1 X trừ U và bằng M1 nhân X2 chấm. Để các bạn thay vào thôi. Thì từ đây thì thường thường cái phương trình mô hình hóa hệ thống, các cái phương trình mô hình hóa người ta sẽ tách ra hai vế, một vế là theo x và một vế là theo y. Thì các bạn sẽ tách ra, các bạn thấy là bạn nhấn vào các bạn chuyển vế thì các bạn thấy đây là M1 này, M1 này, các bạn chuyển qua M1 cộng BX này, rồi cộng vì B nhân trừ x đạo hàm thì chuyển về qua là bằng B cộng B nhân x đạo hàm. Tương tự như vậy đây là trừ K1 nhân x này thì chuyển về qua là cộng K1 nhân x đây, trừ K2 nhân x thì chuyển về qua cũng là cộng K2 nhân x và bằng này thì vế này ta giữ nguyên là bằng B nhân y này, cộng K2 nhân y này, cộng K1 u này. Rồi tương tự như vậy với vạch M2 thì ta cũng có đây, các bạn chuyển từ đây xuống thì ta cũng có là ta cũng để x một vế y một vế thì ta có là M2 nhân y2 này, đây theo trừ này, B nhân cho y thì chuyển về qua là bằng cộng B nhân y này, cái này là trừ K2 nhân y chuyển về qua cộng K2 nhân y. Tương tự như vậy vế bao đầu này chúng ta giữ lại thì trừ thành cộng này là cộng B x chấm này, trừ thành cộng cũng cộng K2 x này. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái quá trình giải cái bài toán này bằng phương pháp phân tích lực. Các bạn có thể giải bằng cách thứ hai là áp dụng cái định lý Lagrange và cách thứ ba là áp dụng cái sự tương đương giữa mạch điện và cơ khí, tức là chúng ta sẽ ở mạch điện các cái mô hình hóa của mạch điện và mô hình hóa của hệ thống cơ thì nó có sự liên hệ với nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái phương pháp đó. Clip kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tốt.